Hello, everybody. Welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Naruto ha. Sáng nay đến với con Naruto nhanh gọn lẹ ha. Đó. Để cho cuối tuần này chúng ta thêm nhiều game sinh động chơi ha. Nay là chủ nhật rồi, up nhiều game ha. Ráng cố gắng, không biết là có nhiều game để up hay không đây. Rồi, con này là con Naruto Hỏa Long. Dạ, nhiệm vụ đầu game là nhận hết được quà tân thủ rồi nha các bạn. Đó, rất nhiều luôn. Madara lục đạo các kiểu con đại điểu. Và nghe nói là đang reopen lại phiên bản mới. Rồi, để đây đi, chúng ta tí chạy nhiệm vụ sau. Bây giờ heo đến với thông tin server luôn nha. Đây, reopen X1 Obito Hỏa Long nhẫn giả phiên bản đấu trường siêu cấp. Thời gian 10 giờ ngày 18 tháng 12 2022 chủ nhật. Tải game tại link nè ha, trang chủ hỏa chí chấm online. Rồi chơi ổn định trên Android và giả lập PC. Nạp đầu 100k, nhận full bộ trang bị 20 sao độc quyền của Hỏa Long nhẫn giả. Treo đấu trường rớt đồ cực ngon, đá can vua gia, bạc, A-Zip, VIP, hồn 9 sao, 10 sao. Trang bị 4 sao, 5 sao. Quy VIP 29 khi làm xong event long tin. Level 199, hơn 160 triệu vàng. Quy code 100 tỷ bạc, 100 tỷ A-Zip Ninja, quỹ trưởng thành quy 100 triệu vàng. Quy hơn 50 triệu vàng mỗi tuần. 1.200 đá Kaguya, 1.000 đá Kaguya cao cấp. 6.666 vé nguyên tố, bộ trang bị 10 sao. Quy skin hot, update sắp tới, Inra Otosuki, Madara Susanoo, một số cái tướng mới và best nè ha. Quà tân thủ nhận được khi vượt ải, phần thưởng trong game. Ok. Fit code nữa nè ha. Rồi đây một đống code luôn. Big update cập nhật đổi hưởng shop đấu trường và shop nguyên tố cho dân cài cuốc Mad VIP 30. Tướng 40 sao, mát 10.000 level. Trang bị đỏ mát 20 sao, nhẫn thuật đột phá level 4 full tướng mới. Vĩ hú mới, skin mới, quà nhiệm vụ ngày đấu trường ải cốt truyện leo tháp và liên server boss gia tộc. Tăng tỷ lệ triệu hồi tướng, vẫn nhận đầy đủ tài nguyên thi ớt, cộng đồng thân thiện, hòa đồng vui vẻ ha. Group Zalo, Facebook, Hotline, Zalo nữa nè hả? Đó. Wow, 100 tỷ hả? Ngon à. Ok, còn đây là event nè anh em. Event cho X1 nè. Đây, sự kiện like, share, comment, phần quà. Đâu. Phần quà là 10 tỷ bạc, 10 triệu vàng. VIP 29 event nè. Event riêng cho server mới, nâng một ninja bất kỳ lên 30, 35, 40 sao thì được 2 tỷ ha. Mỗi móc nha các bạn, 2 tỷ bạc. Vượt tháp ninja 900 thêm 2 tỷ, hải vô tận 900 2 tỷ. Cốt truyện cao nhất 2 tỷ, sự kiện tranh đấu điểm đấu trường 200.000 được thêm 2 tỷ. Bài viết đạt 100 like, tất cả server nhận được 2 tỷ, 300, 200 mỗi móc cũng được 2 tỷ. Rất nhiều. Rồi event nạp 500k nhận được full quà trong chuỗi sự kiện ở server mới khoảng 20 tỷ bạc. Vẫn nhận xu nạp và nhận khuyến mãi nạp đầy đủ. Nhưng bây giờ phải đi chạy xong cái đống nhiệm vụ này với lại nhận code like xe rồi cái đã.
chạy xong nhiệm vụ lai xe, lòng event lai xe và nhiệm vụ tân thủ rồi. Nhưng mà có thì admin báo là open thì mới có hả? Đó, rồi rồi rồi. Nên là anh em nào có chơi thì inbox admin để mà nhận ha. Đó, like share xong nhắn tin admin. Admin help sẽ để ở dưới phần mô tả cũng như là bình luận của video này nha. Đó, thì hiện tại thì chúng ta sẽ nhập hết code luôn. Đó. Chú cho hết code luôn, hết code luôn. Đó đó. Ok ok, hết code luôn. Sắp hết rồi. Ô, code này hết hạn hả? Tiếc dữ ta. Đây, 3. Sau hồi nãy thì heo sợ là có một số code thì nhập 2-3 server không được, nên heo quyết là tạo cái xe mới hả? Để nhập code cho nó thuận tiện. Rồi, 41 cái code, nhận nhanh cái liền luôn nè. Đó. Đây, trang bị bự sao 3 bộ. Đó, A-Safe level lên 192. Wow, game chơi lớn vậy. Rồi 18 hồn 9 sao, 18 hồn 10 sao hả? Wow, game chơi cũng lớn thiệt chứ. Rồi rồi rồi, tướng mới nè, 3 zone model, các hệ đồ các kiểu, thêm A-Safe VIP nữa nè hả? Rồi rồi rồi, thì anh em like xe thì sẽ nhận được code và lên được VIP 29 luôn ha. Thì bao nhiêu đây, A-Ship chắc lên mặc định là 9 nè. Đó. Rồi rồi rồi, chắc là open mới nhận được những cái được gọi là cái gì ta, open mới nhận được mới có phiên bản mới, phiên bản nhiều nhiều sao. Thôi bây giờ mình nhận tướng là đó, nãy có tướng rồi. Bây giờ đây là hồn 5 sao. Đó, nhưng mà cái này là random. Đùm đùm đùm. Đây đây, mở lên. Đó. Well well well, rất là nhiều. Đó, 3 zone model. Đây để coi. Ủa, nè đúng rồi. Ở đây là đang ấy, chắc tối nay mở chuyển sang phiên bản mới. Đó. Ok ok, việc này thì cũng không phải lĩnh vực của heo. Đấy, rồi mình lượn vòng vòng coi. Siêu mộ siêu cấp giá trị hộp quà. Hình như là quay tướng là quay ngoài kia kìa. Đó, quay trong này không có tướng mới, tướng ngon đâu. Đằng sau điểm danh. Giới hạn tầng mạo hiểm tiêu phí cũng nhận được kim cương nữa nè ha. Có lòng tiêu phí nhận được quà. Ủa đâu rồi? Đây đây đây. Tổng là bao nhiêu ạ? À? Sao lắm thế? 400 triệu là mát tiêu phí. Ok. Đây nghe đồn là quay ở ngoài này sẽ có tướng mới ha. Đó đúng y luôn, Kasami. Ok ok, tướng mới đó trời. Rồi rồi. Đó, đi xe đồ này ha. Có thể nào quay được con Naruto Bazon trong nhà ta. Mới mở được thêm con gì đó. Okamoto tiên nhân luôn. Wow. Kakashi niên thiếu. Đó. Trời. Đó, đó, anh em quay ở đây thì sẽ ra được tướng mới hả? Đó, 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 đó. Một cả gì Sasuke Itria luôn kìa. Đó. Wow, lâu lắm mới thấy là mấy con này á. Rồi Hinata, rồi cái kiểu, rồi Sakura Uchiha luôn ha. Đó, đó. Rất nhiều, rất nhiều. Rồi vé triệu hồi. Wow, vé triệu hồi 6.600. Ui man, nhiều lắm nha, nhiều lắm nha. Wow, 6.600 là chưa mua gì luôn. Ôi ôi, có thể bồi dưỡng nhiều nhân tài lắm ha. Đó, được thì
Được, 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 được. Đó, 6.600 thì được 30 mấy con. Wow, 33 con. Ui, hôm lần luôn, hôm lần mùi bích chính luôn anh em ơi. Quá trời, quá đất. Đó, đó, tha hồ mà quẩy ha. Rồi, nhưng mà trước khi quẩy thì anh em phải tải game này về cái đã các bạn ơi. Ủa? Ủa alo? Ủa, ủa, ủa? Trang bị, ủa? Ây à. Rồi hình như nó bị lỗi cái khúc này nè. Đáng lý ra là nó sẽ có trang bị. À, bị lỗi cái khúc này nè. Cái dài á. Rồi rồi rồi, heo sẽ báo admin hả? Đó, sửa lại cái code này cho anh em. Còn giờ thì tải về và vào quẩy thôi. Đó, game này thì tất cả anh em đều biết chơi hết rồi. Sao mà heo dám múa rìu qua mắt thợ được nữa. Đó, đó. Chỉ cần nâng lên và quẩy thôi, vô test cái này ha. Nhiều khi test tướng ít khi nào mà chơi con này lắm. Tại vì ai cũng biết con này rồi. Chơi con này giống như mình múa rìu qua mắt thợ vậy. Nhưng mà cái lúc đầu tạo hình nhìn nó xấu đau, xấu đớn luôn. Nhưng mà sau càng về lâu thì nhiều fan cũng như là mình thấy là cái tạo hình này khá là đẹp. Anh hùng thì phải có áo choàng chứ. Ok, rồi, bye bye.